Kính thưa Quốc hội, tôi thống nhất cao đối với nội dung báo cáo kết quả giám sát, việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri gửi Quốc hội. Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì hầu hết các ý kiến kiến nghị cử tri do các đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp đều đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền của Trung ương giải quyết kịp thời. Đại biểu Quốc hội và cử tri trân trọng cảm ơn Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân nguyện đã rất quan tâm sâu sát trong việc đôn đốc, theo dõi và giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri. Chính phủ, các bộ ngành trung ương chủ động nghiên cứu có giải pháp xử lý, giải quyết cụ thể và trả lời cho các đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri về những vấn đề. Tuy nhiên, cũng từ báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến cử tri cho thấy, còn một số nội dung cần quan tâm, trong đó bao gồm những nội dung đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng và cả những nội dung chưa được trả lời. Từ những vấn đề còn tồn tại vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cũng như là những hạn chế trong việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. Điển hình như cử tri phản ánh người dân và doanh nghiệp hầu như rất khó tiếp cận nguồn vốn được hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết 43 của chính phủ và nghị định 31 của 43 của Quốc hội và nghị định 31 của chính phủ. Tuy nhiên thì việc tổ chức thực hiện chính sách này rất là thấp. Số liệu được thể hiện trong các cái báo cáo có nội dung liên quan. Nguyên nhân cơ bản là các ngân hàng thương mại có khuynh hướng lo ngại phát sinh nợ xấu, không thu hồi được vốn. Và trong bối cảnh thì các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn. Mặt khác thì lãi suất cho vay ưu đãi giảm và giảm sâu, nhưng tiêu chí và các điều kiện cho vay theo quy định của ngành ngân hàng không thay đổi so với trước khi có nghị quyết 43. Một số doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng từ chối nhận hỗ trợ lãi suất. Do đó, cân nhắc giữa lợi ích từ việc hưởng lãi suất 2% và chi phí theo dõi hồ sơ, chứng từ, tuân thủ các thủ tục hậu kiểm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, để giải quyết thỏa đáng ý kiến kiến nghị cử tri đã đặt ra trong nhiều lần, đề nghị chính phủ, ngân hàng nhà nước cần tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín dụng, xây dựng các tiêu chí điều kiện cho vay đối với các chính sách liên quan thực sự thuận lợi hơn so với điều kiện cho vay thông thường, để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận và xem đây là trách nhiệm của ngân hàng nhà nước, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quốc hội và cụ thể hóa chính sách của nhà nước để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng tốt như yêu cầu của Quốc hội đã đặt ra khi xây dựng và ban hành nghị quyết. Song song đó là các giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các ngân hàng thương mại không thực hiện chậm, không thực hiện hoặc là chậm thực hiện các chính sách có liên quan. Thứ hai, về tình trạng giá vé máy bay nội địa cao so với thu nhập bình quân của người dân, đáng chú ý là trong những tháng đầu năm của năm 2024, đến nay thì giá vé tăng rất là cao, trung bình mức tăng ở tỷ lệ từ 13 đến 25%. Tuy nhiên, cơ quan chức năng có thông tin cho rằng, mặc dù giá vé máy bay nội địa có tăng, nhưng vẫn trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách theo quy định tại thông tư số 34. Điều đó không sai so với quy định của pháp luật, nhưng qua kết quả tìm kiếm và về giá vé máy bay của một số hãng các nước xung quanh, cũng như những chặng bay có quãng đường tương đương, thì giá vé bình thường các chặng bay nội địa nước ta chênh lệch cao so với các nước trong khu vực mà được tìm kiếm. Và rất là nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh câu hỏi tại sao và tại sao giá máy bay nội địa khá đắt so với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam. Và trong khi đó thì giá vé tiếp tục tăng cao khi người dân có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đi lại trong các dịp lễ Tết, hè hoặc là sự kiện quan trọng. Và tình trạng khan hiếm vé máy bay xảy ra thường xuyên, trong khi thì hãng hàng không quốc gia vẫn báo lỗ. Điều này thì rất là rõ trong các cái ý kiến kiến nghị của cử tri và các cái số liệu có liên quan. Liên quan đến vấn đề này thì cũng có cái chặng bay liên quan đến huyện Côn Đảo. Thời gian qua, đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri có phản ánh kiến nghị, đặc biệt là khi hãng hàng không Bamboo dừng bay thì các hoạt động về vé ở đi lại của Côn Đảo gặp rất là nhiều khó khăn và giá vé thì tăng cao nhưng vé kiếm thì không có. Vì sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam, vì quyền lợi và nhu cầu chính đáng của cử tri và nhân dân mong muốn chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, chỉ đạo và có giải pháp. Thứ nhất, tạo cơ chế cạnh tranh minh bạch trong các hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng không để đưa giá vé quay trở về bản chất thực của nó, để không còn râm ran trong dư luận về việc
có hay không việc độc quyền hay ghim vé máy bay để dẫn đến tình trạng khan hiếm và bán giá cao khi nhân dân có nhu cầu. Thứ hai, thu hút đầu tư hạ tầng hàng không thay vì chỉ có Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV để kiểm soát, hạn chế tối đa sự chồng chéo của thuế phí trên mỗi chiếc vé bán ra làm tăng cho giá vé tăng cao như trong thời gian qua. Và theo tôi là chúng ta nên xem xét cân nhắc lại quy định áp giá sàn hay giá trần đối với giá vé máy bay nội địa, bởi giá vé máy bay nội địa tiếp tục tăng cao không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, cụ thể là ngành du lịch, trong khi nhu cầu đi lại của người dân sử dụng dịch vụ hàng không, nhất là trong các dịp lễ Tết và các sự kiện quan trọng, mà còn là tác động ngược lại đối với hoạt động sự phát triển của ngành hàng không. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Phạm Đình Thanh phát biểu, đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn Tây Ninh chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội. Tôi nhận thấy thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Dân nguyện đã rất quan tâm chỉ đạo, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tôi đánh giá cao trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành ở Trung ương trong việc xem xét giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri. Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay đã có 2.210 trên 2.216 kiến nghị của cử tri được các cơ quan nhà nước ở Trung ương xem xét giải quyết trả lời, đạt 99,7%. Trong đó, các cơ quan của Quốc hội trả lời 62 trên 62 kiến nghị, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả lời 16 trên 16 kiến nghị. Chính phủ, các bộ ngành Trung ương đã giải quyết trả lời 2.117 trên 2.122 kiến nghị. Tuy nhiên, theo tôi, để đánh giá thực chất hơn về kết quả và chất lượng giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, nội dung trả lời kiến nghị của cử tri cần được phân rõ ra 3 nhóm cụ thể như sau. Một là những kiến nghị đã có kết quả giải quyết cuối cùng. Hai là những kiến nghị thuộc thẩm quyền của mình nhưng đang được xem xét giải quyết. Ba là những kiến nghị bộ ngành đang nghiên cứu tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Vì thực tế qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổng hợp gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 8 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước ở Trung ương. Đến nay thì đoàn cũng đã nhận được văn bản trả lời đối với 8 trên 8 kiến nghị. Tuy nhiên, vẫn có những việc đã tồn tại nhiều năm, chính quyền địa phương và cử tri đã nhiều lần kiến nghị và cũng đã nhận được các văn bản trả lời, nhưng đến nay chưa có kết quả giải quyết cuối cùng. Ví dụ như, các nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến những tồn tại vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm về chi phí bồi thường hỗ trợ cho người dân tại dự án tái định canh, tái định cư Thủy Điện Đắc Đơ Rinh, và kiến nghị về việc xây dựng hoàn thiện tuyến đường tránh Long Hồ nhánh 1 đi thôn Đắc Tiêu, Đắc Bút thuộc dự án Thủy Điện Đắc Đơ Rinh. Báo cáo với Quốc hội, dự án Thủy Điện Đắc Đơ Rinh được xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần Thủy Điện Đắc Đơ Rinh thuộc Tổng Công ty Thủy Điện Dầu Khí làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng năm 2007, đã hoàn thành đưa vào vận hành thương mại năm 2014. Tuy nhiên, một số tồn tại vướng mắc về chi phí bồi thường hỗ trợ cho người dân tại dự án tái định canh, tái định cư và việc xây dựng tuyến đường tránh Long Hồ nhánh 1 đi thôn Đắc Tiêu, Đắc Bút thuộc dự án Thủy Điện Đắc Đơ Rinh đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm hoàn thành. Vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum nhận được nội dung trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đối với hai vấn đề này như sau. Về kiến nghị giải quyết tồn tại vướng mắc đối với chi phí bồi thường hỗ trợ cho người dân tại dự án tái định canh, tái định cư. Tại văn bản 202 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Công Thương gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Bộ Công Thương cho biết hiện nay Bộ Công Thương đang tổng hợp các ý kiến để báo cáo kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Về kiến nghị việc xây dựng sửa chữa hoàn thành tuyến đường tránh Long Hồ nhánh 1 đi thôn Đắc Tiêu, Đắc Bút
Tại văn bản số 165 ngày 26 tháng 1 năm 2024, Ủy ban quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp gửi ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại văn bản này, Ủy ban quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp cho biết đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát lại hiện trường, sau đó trao đổi thống nhất với chính quyền huyện để sửa chữa hoàn thành và bàn giao cho địa phương. Trước khi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ra Hà Nội tham dự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã liên hệ với Ủy ban nhân dân địa phương có cử tri có nêu các kiến nghị nêu trên. Nhưng theo báo cáo của chính quyền địa phương thì đến nay các nội dung kiến nghị này vẫn chưa được xem xét giải quyết. Từ kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, theo như báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban nhân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và trả lời nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và kính đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành thuộc Chính phủ, trong đó có các nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum nêu trên. Tôi xin thể ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.